Đây là đợt mưa lớn kéo dài gây lũ lụt kỷ lục chưa từng có trong suốt 100 năm qua tại Nhật Bản. Theo thống kê sơ bộ, đến nay đã có 4 người chết và 2 người mất tích, 866 ngôi nhà bị hư hại nặng, hàng trăm hecta lúa và hoa màu bị ngập nước, nhiều tuyến đê bị vỡ gây ngập lụt nghiêm trọng tại các khu dân cư, trong đó có nơi bị ngập tới 5,7 mét. Một số tuyến đường giao thông trọng yếu bị sạt lở làm tê liệt giao thông, gây khó khăn cho các hoạt động cứu hộ. Nhiều tuyến tàu cao tốc nối khu vực này với các địa phương khác bị gián đoạn, gây ảnh hưởng xấu không chỉ tới sinh hoạt của người dân mà còn cho cả các hoạt động kinh tế giao thương khác. Trong khi đó, Tổng cục khí tượng thủy văn Nhật Bản dự báo trong 4 ngày tới, mưa lớn dữ dội sẽ tiếp tục xảy ra tại khu vực Đông Bắc và nâng cấp độ cảnh báo lên mức 5, mức cao nhất tại Nhật Bản. Ông Sugimoto Satoshi, trưởng phòng dự báo thời tiết, Tổng cục khí tượng thủy văn Nhật Bản nói: Chúng tôi đã phát đi cảnh báo đặc biệt tới các khu vực trong tỉnh Yamagata. Tới đây sẽ có mưa lớn chưa từng thấy xảy ra. Đặc biệt, tại những khu vực được nhận định là dễ xảy ra sạt lở đất và ngập nước thì nguy cơ cao hơn bao giờ hết. Nguy hiểm đang đến gần. Tất cả cư dân trong những khu vực này cần áp dụng ngay các biện pháp tự bảo vệ. An toàn tính mạng là trên hết. Khu vực Đông Bắc Nhật Bản bao gồm 6 tỉnh Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, yamagata và fukushima trong đó akita và yamagata là hai tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lịch sử lần này